Nhìn chung thì họ cũng không tệ đấy. Nhưng bạn có thấy họ sở hữu một tay săn bàn đáng tin cậy hay không? Câu hỏi đó cũng chính là một chủ đề xuyên suốt trong những kỳ Euro gần đây. Châu Âu đang ngày càng sản sinh ra những cầu thủ tấn công toàn diện hơn là những số 9 đáng tin cậy. Phần lớn trong số 24 đội tham dự vòng chung kết Euro 2020 cũng phù hợp với mô tả này. Bảng A là một ví dụ điển hình. Khi 3 trên 4 đội đang bị đặt dấu hỏi hàng tiền đạo, còn đội thứ 4 thì lại dựa vào một trung phong sẽ bước sang tuổi 36, chỉ 4 ngày sau trận chung kết tại Wembley. Chân sút đó là Burak İlmaz, mũi nhọn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, một đội tuyển từng là ngựa ô của giải đấu và được kỳ vọng sẽ tái hiện lại hình ảnh hào hùng đó ở giải lần này. Nhìn sơ qua thì đó là một đội tuyển không gây tò mò trong làng bóng đá quốc tế khi chỉ tham dự 3 giải đấu lớn trong vòng 20 năm gần đây. Nhưng rồi bạn sẽ giật mình khi biết rằng những người thích đùa đã lọt vào đến bán kết của 3 trên 4 giải đấu ấy. Hành trình kỳ diệu ở Euro 2008 thì đã quá nổi tiếng rồi khi họ bỡn cợt với cả châu Âu trong vòng 1 tháng trời với sở thích ghi bàn quyết định ở những phút cuối cùng, khiến các đối thủ bó tay chịu trói và không còn thời gian để lật ngược. Đến nỗi các khán giả phải dành tặng cho họ biệt danh là Hòa thượng thích đùa dài. Giải đấu gần nhất trước đó thì là Confederation Cup năm 2003, khi họ vượt mặt cả Mỹ và đương kim vô địch thế giới Brazil để bước qua vòng bảng và chỉ dừng chân trước đội lên ngôi sau đó là Pháp. Trước đó nữa họ đã giành hạng 3 tại World Cup 2002, nhờ rất nhiều vào sự nhạy bén trong chiến thuật của huấn luyện viên Shenong Hunes, người mà giờ đây đã trở lại để dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại Euro sau gần 20 năm. Sức mạnh to lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nằm ở hàng thủ, nơi Kalak, Sojunku và Merin Demiral sẽ tạo ra một bàn nhạc bức tường thực sự ở tuyến sau, không chỉ nhờ vào khả năng đã được khẳng định tại Leicester và Juventus, mà còn bởi sự gắn kết vì đã làm đồng đội nhiều năm tại đội tuyển quốc gia. Cần biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ chính là đội để thủng lưới ít bàn hơn bất kỳ đội nào khác ở vòng loại. Nếu như ngày xưa danh tiếng của Gunes gắn liền với thứ bóng đá tấn công đầy hoang dại, thì ở Euro lần này, ông lại đang sở hữu một thứ vũ khí khác để có thể khiến mọi thứ trở nên chắc chắn hơn, nhằm tránh lặp lại cơn ác mộng cho người Thổ khi sụp đổ ở những phút cuối tại Euro 2008. Ở tuyến trên như truyền thống cũng không thể đánh giá thấp những cầu thủ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Những bước chạy của Sergin Under là không thể xem thường, trong khi Hakan Çalhanoğlu là một trong những chuyên gia bóng chết xuất sắc nhất châu Âu và đang khoác áo số 10 của AC Milan. Người Thổ vì vậy mà hoàn toàn có thể gây bất ngờ, thậm chí tạo ra cú sốc khi gặp ông lớn Italia tại Rome trong trận khai mạc giải. Binh đoàn Thiên Thanh là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu của bảng A với chuỗi thành tích ấn tượng kể từ sau thảm họa Playoff World Cup 2018. Gần đây nhất họ cũng đã thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Một trong những điều hấp dẫn nhất của bóng đá cấp độ đội tuyển là bản sắc lâu đời của các quốc gia khác nhau. Là trên phương diện đó thì hiếm quốc gia nào có được bản sắc như người Ý, phòng ngự, khôn ngoan và đầy toan tính chiến thuật. Tuy vậy có lẽ tất cả cũng cùng nhất trí rằng đội tuyển Italia hiện tại đã rất khác, đã rời xa danh tiếng cũ để chơi một thứ bóng đá tự do và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, một lần nữa lại tuy nhiên, nhận định đó cũng chỉ đúng có một phần. Đầu tiên cần nhớ rằng đây chính xác là những gì người ta từng nói về Italia của Cesare Prandelli ở vòng bảng Euro 2012, và rồi sau cùng họ đã lọt vào tận chung kết của mùa giải ấy. Trên thực tế, Roberto Mancini chỉ đơn giản là quay lại cách tiếp cận đó sau khi những người tiền nhiệm như Antonio Conte và Gian Piero Ventura ủng hộ một lối chơi mang tính truyền thống hơn, với những kết quả trái ngược nhau. Thứ hai, đội ngũ của Mancini thực ra vẫn phụ thuộc vào Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci, hai lão tướng được xem là những trung vệ cổ điển cuối cùng của Italia, dù cả hai đều cầm bóng khá tốt. Và cuối cùng, Mancini chỉ đơn giản là đang tạo ra một đội bóng phù hợp với những tài năng ông có trong tay, với nòng cốt cho việc vận hành là ba tiền vệ trung tâm hết sức tài năng, Jorginho, Marco Verratti và Nicolò Barella. Họ chính là những người nổi bật nhất về mặt kỹ thuật trên bình diện giải đấu. Jorginho chơi lùi sâu và tạo sức ảnh hưởng với những đường truyền đơn giản nhưng chính xác. Verratti thì luân phiên giữa việc điều phối bóng và dâng lên hỗ trợ tấn công bên cánh trái. Trong khi đó, Barella lại là một cầu thủ chạy chỗ rất tốt và hỗ trợ công đầy hiệu quả. Bàn thắng đầu tiên của Barella cho đội tuyển quốc gia vào lưới Hà Lan hồi cuối năm ngoái là cú dứt điểm kết thúc cho màn phối hợp một chạm liên hoàn tuyệt đẹp, như một bản tóm tắt gọn nhất về cái có thể gọi là tiki-taka của Italia. Nếu hàng tiền vệ mang lại cảm giác hơi kiểu Ý, không điển hình, thì điều tương tự cũng có thể xảy ra với các cầu thủ chạy cánh. Trước đây cả nền bóng đá xứ sở mì ống chưa bao giờ thành thạo cho việc sản xuất những cầu thủ chạy cánh giỏi, nhưng giờ thì họ có một loạt tay đánh biên thượng thừa như Lorenzo Insigne, người sẽ cắt từ cánh trái vào để dứt điểm, như Domenico Berardi, người chơi tốt bên cánh phải, và cả Federico Chiesa, một trường hợp cực kỳ thú vị khi dường như có thể chơi bất cứ đầu và làm bất cứ điều gì anh muốn trên hàng công. Nghi hoặc chỉ được đặt ra ở vị trí trung phòng. Thành tích làm bàn của Ciro Immobile ở Serie A là thật đáng kinh ngạc. Trong nửa thập kỷ ở Lazio, anh chỉ thua kém những cái tên lừng lẫy nhất: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Harry Kane và Kylian Mbappe về thành tích ghi bàn ở giải vô địch quốc gia, xét trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Trên cơ sở đó, rõ ràng anh nên được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của giải đấu.
Nhưng vấn đề là Immobile chưa bao giờ tải được trọn vẹn phiên bản câu lạc bộ của mình khi chuyển dữ liệu lên đội tuyển quốc gia. Đặc biệt trong những trận đấu lớn, sự mờ nhạt của anh trong những cuộc đối đầu với Tây Ban Nha hay Đức trong quá khứ là minh chứng cho điều đó. Thật may là Ciro sẽ được chơi cả 3 trận vòng bảng trên chính Stadio Olimpico vốn là sân nhà của Lazio. Sự thay thế cho Immobile sẽ là đội trưởng của Torino Andrea Belotti. Huấn luyện viên Mancini dường như sẽ sử dụng những tiền đạo này vào các thời điểm khác nhau, thay vì tung họ vào sân cùng lúc ngay từ đầu để tạo nên một cặp tiền đạo dũng mãnh kiểu Staffetta cổ điển. Nguyên nhân là cả Immobile và Belotti đều dựa vào việc khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương, thích hợp với lối đá dài, trong khi Azzurri thì đã quá ám ảnh với những màn tạt cánh trong vô vọng dưới thời của Ventura. Một lý do nữa, nếu là áp dụng lối đá bóng bổng, bóng dài thì binh đoàn Thiên Thanh sẽ khó tìm được khoảng trống trước những hàng thủ lùi sâu và chơi phản công của xứ Wales hoặc Thụy Sĩ. Đó chính là cách tiếp cận tối ưu của bầy rồng hiện do Robert Pert dẫn dắt, trong khi huấn luyện viên trưởng Ryan Giggs đang vướng vào vụ điều tra với tội danh hành hung người khác. Xứ Wales đôi khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng khả năng cao sẽ đá 3-4-3 ở giải đấu này với cách tiếp cận dựa trên thứ bóng đá tấn công tốc độ và đẩy các chân chạy cự phách về hai cánh. Họ có thói quen thắng các trận đấu với tỷ số 1-0, với 6 kết quả như vậy đã xuất hiện kể từ tháng 9 năm 2020. Trên hàng tiền đạo thì họ lại có hai hướng tiếp cận riêng biệt. Một cách thường xuyên, Wales không sử dụng trung phong mà tung ra hàng tiền đạo có thể luân chuyển vị trí, bao gồm Gareth Bale, Harry Wilson và Daniel James, trong khi Aaron Ramsey cũng hoàn toàn có thể xuất hiện ở những điểm nóng có thể ghi bàn khi dâng lên từ hàng tiền vệ. Trong trường hợp khác thì họ cũng có thể sử dụng cây sào 1m96 Kiefer Moore, người đang chơi cho Cardiff City ở vị trí tiền đạo mục tiêu, phục vụ làm tường cho những đợt tấn công. Mặc dù là một tiền đạo có phần chấp pháp và chân phương, chưa bao giờ chơi ở những giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng Moore lại có sự thể hiện rất tốt khi khoác áo đội tuyển xứ Wales. Dẫu vậy, thật không may cho anh là bầy rồng lại bốc thăm rơi vào bảng của những đội cực kỳ xuất sắc trong khâu phòng ngự trong bóng bổng như Italia hay là Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đang có quá nhiều nghi ngờ về việc xứ Wales có thể tái hiện thành tích phi thường lọt vào bán kết ở Euro 2016. Họ tỏ ra bất ổn ở nhiều vị trí khi quá khó để tìm ra những tuyển thủ đã trải qua một mùa giải tốt ở cấp độ câu lạc bộ. Trong trận ra quân, bầy rồng sẽ chạm trán Thụy Sĩ trong cuộc đối đầu hiếm hoi ở giải mà hai đội sẽ cùng sử dụng hàng phòng ngự 3 người. Thụy Sĩ thực tế là một trong những đội tuyển quen mặt ở các giải lớn khi góp giọng ở 7 trên 8 kỳ Euro hay World Cup gần nhất. Tuy vậy, họ lại chưa thể vượt qua vòng bảng trong số những lần ấy và ngày trước đã luôn luôn sử dụng một hàng thủ 4 người. Tuy nhiên, việc tàu tốc hành Steven Lichtsteiner giải nghệ đã khiến việc duy trì truyền thống đó trở nên khó khăn, buộc huấn luyện viên Vladimir Petrovic phải đẩy luôn hậu vệ danh tiếng ở cánh đối diện là Ricardo Rodriguez vào một bộ tam vệ, hứa hẹn sẽ giúp đại diện của xứ sở đồng hồ chơi chắc chắn hơn so với các giải trước. Hàng công của Thụy Sĩ sẽ đặt niềm tin vào hai cái tên nổi tiếng nhất của họ hiện tại là tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal và tiền đạo Sedan Sakiri của Liverpool. Tuy nhiên, phong độ không cao trong mùa giải qua của họ cũng sẽ là một vấn đề. Ở vị trí trung phong, tiền đạo của Benfica Haris Seferovic cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn ở đấu trường quốc tế. Nhìn chung, bảng A có vẻ là cân bằng nhất trong số các bảng đấu. Ở nơi đó, họ sẽ có rất nhiều sự tính toán và những cuộc đối đầu không khoan nhượng, với hai trận đấu đầu tiên hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sôi động để mở màn mùa hè không ngủ cho tất cả chúng ta.